hay quá, biết chợ lớn chợ Sài Gòn nữa. Má ngõ còn không biết nữa. Siêu siêu à, rồi biết rồi. Ê, cái bên nào ngoài này mày xịt chỗ sang đó rồi à? Đấy, về chỗ cái lê với kia nó có bán nước mía đó. Chợ Sài Gòn, đi chợ Sài Gòn. Ngó đi thì ngó đồ lễ hội là hả? Dạ, ok. Ở đây mãi vậy đó. Chúng mình đi chợ ok. Chúng mình đi chợ đi mà trước tiên chúng mình đi ra trước. Đi bà Huệ đi bà Huệ xong rồi đi vô nhà hàng. Bây giờ vô chợ chứ đúng không? Ừ, vô chợ. Rồi chúng mình xuống nha. My phone. Yes, help me, my phone. Thank you so much. Yeah. Xuống kia nữa. Áo trắng, áo gì chứ? Mẹ đi trước đi, mẹ đi số red room trước đi, con thích em. Đi chung với mẹ nghe Kiến. Kiến nhá, Hư nhá. Con mẹ, cái đó là con cầm chắc lắm rồi. Thì bà lỡ phanh gấp một tí làm gì mà con căng thẳng, đeo ba lô của con vô. Này. Cái kiểu mà Hư thấy là mẹ đánh nó một trận là không phải biết vì sao đen đâu nha Kiến nha. Biết chưa Kiến? Nào Kiến đứng ơi cho mẹ chụp bức hình gửi cho đứng im chỗ đấy nè. Nào đứng im nào. Đứng im, stop here. Có nghe không? Quánh trong trượt không trượt phát nào ở Kiến. Mày đi với thằng cha mày, mày bắt đầu sửng cô với tao, tao đánh chết bây giờ. Đây. Mọi người có lấy chưa? Chưa. Trời ơi. Đi chợ mua đồ các bạn. Cái chợ này á nó nhiều đồ lắm. Hôm nay ra mụn Kiến ơi. Đang dòm. Bánh trung thu nè. Từ. Ô Yến Hương. Ê, bánh trung thu. Bên này rau đắt hơn thịt là đúng rồi. Xem những cái loại xem là bà 5 kali. Bà 5 kali không biết có ngon không trời.
Kiến ở đây con ơi. Kiến, sao mẹ đứng? Có đi toilet không? Ra ngoài đứng. Vâng, con biết rồi, con đứng ngay chờ. Kiến ơi. Thế có ngồi lên xe không? Dạ. Mình xe không? Chụp về tấm hình coi nào. Từ từ. Từ từ. Thế mẹ gầy chưa? Chờ tí. Rồi, xem mà gầy chưa? Cái gì? Thế à? Mỡ nhiều không? Ôi thôi, thôi chết rồi, xấu quá rồi. Không có đừng chụp mẹ ngửa 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 này, thấy mẹ béo lắm. Chụp lại giúp mẹ con. Không thì mẹ chỉnh lại cái dáng ấy. Mẹ chỉnh, mẹ từ từ để mẹ chỉnh lại cái dáng, con hiểu không? Chờ từ, chờ mẹ đi. Chờ đi, chờ đi. Từ từ. Từ từ. Ờ, sát chân. Ok chưa? Đỡ bụng to chưa? Ồ, không được rồi. Bụng vẫn to lắm thôi các bạn. Cái mặt tôi nhỏ hơn cái kính, các bạn hiểu không? Các bạn mua kính này về này, mặt nó hơi to này. Đó. Mặt mình nó bị nhỏ hơn cái kính, hiểu không? Đây, cái kính này chị là mặt nhỏ, đeo là không được. Gầy đi mấy phát là nó đó. Chỉnh vào nó vào rồi này, thấy không? Mấy bà mua cái kính này về này, nó bị là các bà. Béo nhỉ? Béo ghê ấy. Các bà thì béo không? Chán mất đời. Béo không với mẹ? Có mập không? Bụng bụng chẳng lắm. Đang chờ bà già đi toilet. Con béo không bà? Bà thấy con mập không? Mập. Có người giảm rồi. Con mập ha. Lên thành đẻ thì có bụng như không? Lúc con đẻ con kiến xong là con gầy lắm. Đây đợi cái xe con để con chở. Của con.
béo nhỉ, cái bụng chán nhỉ mấy bà, cái bụng chán này. Dáng gầy thôi. Đi chưa? Má mì đã phi rồi. Má mì phi lên chọn đồ rồi. Chuối á. Kiến. Mọi người thấy Kiến mặc bộ đồ scooter không? So cute không? Ok. Đấy, ba lô của Lê Khanh tặng Kiến nè. Điện thoại mẹ để cho sao vứt đấy. Tóc đẹp mọi người. Đó. Hôm nay đầu gội sạch rồi, đi chơi với chồng thì gội sạch. Đó. Gội đầu tóc để khô chưa có ủi nhá, không có ủi. Đi mẹ ơi, Kiến đây đi con ơi. Đây đây gạo ngay quay đi. Ba cô gái dưới kia để con bê. Ba cô gái, đây mẹ ơi, Kiến cầm cho mẹ. Đây đây. Chị nói đưa cho mẹ mượn để mình search bằng Google đi mẹ. Cái... đâu? Còn cái kia mới là gạo, cái này là gì mẹ? Thái thơm, thái hôm mê gạo tấm, gạo tấm không phải? Cái cọc màu á, mới là cơm. Cái cơm. Mẹ rồng, con không biết mà mọi lần mẹ cắt bịch gạo nó cái nào. Mẹ gió mẹ con bê cho. Nè, gạo thơm này. Đúng rồi, ok. Cái ba màu á là... Kiến. Ok. Cái xe này của cái ông kia, còn của bà ấy đấy rồi, mẹ nhỏ mẹ. Vứt, là để xe bà ấy, để xe mình. Còn kia các bạn,
Thế coi. Không dịch nữa chứ. Ông mua hai bao. Hai mắt con ăn ít, còn mình ăn nhiều. Dạo này đâu có bằng con. Cái bảng á, cái bảng để á, có cái bảng thấy cái bảng bạn có để không? Ở dưới đây ha. Ô, đây có cả chuột. Âm em yêu tình đồng của mẹ. Mẹ ơi, mua sữa ông thọ về luôn mấy hộp. Đây mẹ, sữa ông thọ này mà cái này mẹ. Mua mấy bịch luôn. Mẹ nhỏ một con siêu đếp mẹ, mẹ 11 tháng 9 á. À, đúng không mẹ? 2025. Mùng 1 tháng 8 2025. Cho chị một thùng nữa. À, one box. Yeah. Thank you. Quên, cứ tưởng ở Việt Nam. Nhiều khi người ta người Mỹ người ta làm. Con đâu biết. Cái này cũng ngon lắm anh ơi nha. Con uống này Việt Nam ngon nha. Đó. Cái này phải Google là khác nhau đó mẹ. Cái này, à cái này là đường. Gold nó có đường. Là cái này chỉ có sữa. Cái này vừa đường vừa sữa, Gold Milk. Đúng mẹ? Sugar Milk chứ không, đâu phải Gold Milk hả? Cái này Milk. Cái này Gold này mẹ, có chữ Gold nè. Gold Milk nè. Sẽ không kịp. Sẽ không kịp. Kịp. Ăn bánh mì chấm sữa. Mùa đông đến rồi. Không, là tháng 2025 cơ mà mẹ. Đúng rồi. Lấy cả thùng đi chứ. Tận 2025 lận mẹ. Một, hai, ba, bốn, một. Ở dưới là chưa mãi lắm. Cái này không? Hay là cái kia? Cái này chưa gôn. Nhiều lắm anh. Thôi nhiều lắm. Thôi. Thank you. Giờ khi tôi quấn lấy thêm cái này tiếng sao hỏi nó tí á. Không, đó. Nó tự biết nó có scan trên này. Không. Một hộp á, nó scan đây xong là một thùng bao nhiêu không? Nó phải có cái hiệu á. Nó tự biết scan trên này. Sau bữa hổng còn chiều má lấy một vụ mua cho ông, mua cho ông Trường đó. Mình phải lấy thêm một cái này nó tí á. Má phải chạy đi lấy đó. Ông Trường là mình lấy 3 gói cho ông Trường lấy được 3 gói. Đấy, ông Trường chị đó con mua vào một thùng. Nhưng mà nó kêu mình phải lấy cái này kè cho nó phải lấy đi. Đấy nó đi, sao cũng được. Lấy mấy hộp? Lấy 16 hộp đi hả? Cái này khác không? Giống không? Gold Milk đấy mày. Chứ Milk khác, chứ Gold.
thì đó, giờ thử không? Thử đi. Rồi xong vậy đi. Nếu thêm một cái mỗi thứ ba cái rồi xong, đúng không? Đúng rồi. Rồi, cái nó đi. Vậy mình đi mua gì? Xuống dưới kia thịt cá trứng sữa.